Hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay ở Singapore lại đi đo một cái nhà nó có 6 cái bộ vòm ở mặt tiền nhé. Trước đây thì mình đã tư vấn với chủ nhà là làm sẵn một cái dưỡng vòm uốn cong như thế này và hàn nó Có lại. khe hở nhiều không? Thế là hàn nó có kéo thôi. Chắc Đấy, chỗ hở nhất thì nó rơi vào khoảng một phân, hơn một phân. Nói chung là vẫn chấp nhận tốt. Ở tầng 2 thì có một bộ cửa đi hai có cánh khe mở sau quay không? ngoài. Còn lại là hai cái cửa sổ vòm. Đấy thì đây mình nhìn từ xa nó như này. Tầng dưới cũng có ba cửa. Thì cửa ở giữa là cửa đi hai cánh mở quay, còn hai bên là hai cái cửa sổ. Còn lại là cửa hình chữ nhật thì ở bên hông và phía đằng sau và trong nhà. Hai cái cửa ở giữa là tương đối chính xác rồi. Hai cửa sổ hai bên thì người ta cũng lấy luôn cái này làm dưỡng nhá. Đấy. Nhưng mà ở phía giữa thì nó phát sinh một cái đoạn thẳng khoảng độ hơn 50 phân. Do cửa nó rất là rộng. Thì cái dưỡng vòm nó cứ bằng nửa hình tròn như này thì khi chúng ta làm cửa đi hai cánh chẳng hạn thì nó rất là đẹp nhá. Cánh nó, khi đấy là mình uốn cánh là mình không phải nối nữa. Thì nhìn cái cửa nó liền mạch, nó mới tròn, nó mới đều, nó mới đẹp được. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi nhá. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhá. Và nhớ cho xin một like. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.